Kính chào quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thả học tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Mình tên là Kiều Trang. Thì hôm vừa rồi bài số 8 chúng ta đã học các cái công cụ giao thông, ví dụ như máy bay hay là xe hơi, xe điện ngầm, vân vân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn bài số 9, đó là các mẫu đàm thoại về phương tiện giao thông nhé. Bây giờ bắt đầu ta đi vào bối cảnh thứ nhất. Lị hữu, lị hữu, chào bạn. Lị hữu, lị hữu, chào bạn. Chẳng mạnh, lị dùng mắt dẹ cao thung cung cùi, lị tu ní tù. Chẳng mạnh, lị dùng mắt dẹ cao thung cung cùi, lị tu ní tù. Chẳng mạnh là xin hỏi, lị dùng là bạn dùng, mắt dẹ là cái gì? Cáo thúng cúng cùi là phương tiện giao thông. Lì tu là đến, ní tù là đây. Xin hỏi, bạn dùng mắt dẹ phương tiện giao thông gì đến đây? Thì ta sẽ nói là chẳng mạnh, lì dùng mắt dẹ cáo thúng cúng cùi, lì tu ní tù. Chẳng mạnh, lì dùng mắt dẹ cáo thúng cúng cùi, lì tu ní tù. Rồi bây giờ người thí dụ như mình nói mình đi bằng máy bay đến đây thì mình sẽ nói là ngọ tạp phí ký lì tù, ngọ tạp phí ký lì tù, ngọ tạp phí ký lì tù, có nghĩa là tôi đến bằng máy bay. Rồi mình muốn hỏi lại người ta thì liên tục mình sẽ nói là cẩm lì lé, cẩm lì lé, cẩm lì lé, có nghĩa thế còn bạn thì sao? Vậy nguyên câu tôi đến bằng máy bay, thế còn bạn thì sao? Mình sẽ nói là ngọ tạp phi ký lại tù, cẩm lì lé. Rồi người kia sẽ đáp lại là ví dụ như tôi đến bằng trực thăng, tôi đến bằng trực thăng, thì sẽ là ngọ tạp trực sinh ký lì tù, ngọ tạp trực sinh ký lì tu. Tiếp tục, ngọ hữu hối sấm hãy ní tù kiên tủ lị, ngọ hữu hối sấm hãy ní tù kiên tủ lị, có nghĩa là tôi rất vui gặp bạn nơi đây. Ngọ là tôi, hữu hối sấm là rất vui, hãy ní tù là nơi đây, hãy ní tù là nơi đây. Kiên tủ lệ, kiên tủ lại lệ, chứ là gặp bạn. Ngọ hữu hối sấm hãy tù, kiên tủ lệ là rất vui gặp bạn nơi đây. Rồi mình nói tôi cũng vậy, chúng ta cùng uống cà phê có được không? Thì sẽ là ngọ tú hầy, ngọ tú hầy là tôi cũng vậy. Ngọ tì dách thầy dẫm búi cà phê hổ ma, ngọ tì dách thầy dẫm búi cà phê hổ ma. Ngọ tì là chúng ta hay là chúng tôi, dách thầy là cùng, dẫm là uống, cà phê là cà phê, hổ ma có được không? Thế ta lặp lại nhé. Ngọ tú hầy, ngọ tì dách thầy dẫm búi cà phê hủ ma, ngọ tú hầy, ngọ tì dách thầy dẫm búi cà phê hủ ma. Hủ dách thầy hơi, hủ dách thầy hơi, tốt cùng đi thôi. Bây giờ chúng ta cùng nghe phần đàm thoại nhé. Lý hữu, lý hữu, chính mình lý dùng mắt gì cao thông công cụ lý tô lý tụ cái đó. Ngọ tạp phi ký lì gà, cẩm lì lé. Ngọ tạp trực sinh ký lì gà. Ngọ hữu hối xâm, hãy ní tù kiên tủ lì. Ngọ tù hầy, ngọ tì ích chạy hơi dẫm búi cà phê hủ má. Hữu, ích chạy hơi. Bối cảnh thứ hai,
là hỏi ý kiến đi bằng gì đến Ma Cao? Ngọ thiến dạch tả xuyên hôi u muộn quản. Ngọ thiến dạch tả xuyên hôi u muộn quản. Lỵ tả xuyên tạp mắt dễ xé hơi. Lỵ tả xuyên tạp mắt dễ xé hơi. Lỵ tả xuyên tạp mắt dễ xé hơi có ý nghĩa là bạn dự định đến đó bằng xe gì, bạn dự định đến đó bằng xe gì ha. Ngọ tả xuyên tạp cú trúc truyền hơi. Ngọ tả xuyên tạp cú trúc truyền hơi có ý nghĩa là tôi dự định đi đến đó bằng tàu cao tốc. Ngọ tả xuyên tập cú trúc truyền hồi. Phai len chen. Phai len chen là nhanh gọn lẹ. Cái phương tiện giao thông này rất là tốt quý anh chị và các bạn. Ngọ tú hầy cẩm hòa. Ngọ tú hầy cẩm hòa. Ngọ tú hầy cẩm hòa có nghĩa là tôi cũng nghĩ vậy. Chúc lị lợi thù dừa phai. Chúc lị lợi thù dừa phai có nghĩa là chúc bạn thuận lộc bình an. Khi mà mình nghe nói một ai đó chúc mình thuận lộc bình an thì mình sẽ đáp lại là tó chè. Tó chè. Tó chè sai lị. Tó chè sai lị có nghĩa là cảm ơn bạn nhiều. Rồi khi mà mình nghe một ai đó đi du lịch nơi nào đó thì mình sẽ không quên nói là nhớ mua quà nhé. Thì ta sẽ nói là ki tắc mại sẩu sinh. Ki tắc mại sẩu sinh. Ki tắc mại sẩu sinh có nghĩa là nhớ mua quà nhé. Rồi tiếp tục. Ngọ mại chui len ke ngầu dục con. Quò hằng dành bản phán lì bị lị sực. Ngọ mại chui len ke ngầu dục con. Quò hằng dành bản phán lì bị lị sực. Ngọ mại chui len ke ngầu dục con. Quò hằng dành bản phán lì bị lị sực có nghĩa là tôi mua khô bò và bánh in ngon nhất ở Macau về cho bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe phần đàm thoại. Ngõ thấy nhà tả xuyên hơi ngồi muộn hoạn. Lý tả xuyên tập mất dẻ xe hơi. Ngõ tả xuyên tập cú chúc xuyên hơi. Phai len trang. Ngõ tôi hay cảm hòa. Chúc lị lợi thù dừa phai. Kỳ tắc mại sẩu sinh. Ngõ quên mãi chơi len cây ngầu dọc con thùng hành nhầm bẻ phá này bẻ lại sạch. Tó chè lị xin là bối cảnh 3. Lị hữu. Lị hữu là xin chào. Lị hữu. Hữu lòi mụ kiên. Chui cành hữu ma. Lị hữu. Hữu lòi mụ kiên. Chui cành hữu ma. Lị hữu là xin chào. Hữu lòi mụ kiên là lâu quá không gặp. Chui cành hữu ma có nghĩa là dạo này bạn có khỏe không? Chui cành hữu ma. Cái câu này đó, người Hồng Kông người ta rất là thường dùng khi mà hai người bạn đã khá lâu rồi không gặp nhau. Khi mà gặp nhau thì người ta sẽ nói là cái câu này. Lý hữu, hữu lòi mụ kiên, chui cành hữu ma. Cảm quý anh chị và các bạn cũng lưu ý ha. Rồi, mình sẽ trả lời là ngọ kỷ hữu. Lỵ lét. Ngọ kỷ hữu lỵ lét có nghĩa là tôi rất khỏe, còn bạn? Rồi tiếp tục. Ngọ tú kỷ hữu. Tó chè lỵ. Chẳng mành lỵ dùng mắt dẻ cáo thúng cúng cồi lỵ tu ní tù. Ngọ tú kỷ hữu. Tó chè lỵ. Chẳng mành lỵ dùng mắt dẻ cáo thúng cúng cồi lì tu ní tụ có ý nghĩa là tôi cũng rất khỏe,
Cảm ơn bạn. Xin hỏi bạn đến đây bằng phương tiện gì? Xin lặp lại ha. Ngọ tố kỷ hữu, tố trà lị, tráng mạnh lị dùng mắt dẻ cáo thúng cúng cười, lị tu ní tụ. Rồi, thí dụ như mình đến bằng xe điện ngầm thì mình sẽ nói là ngọ tạp tì thi lầy ca, ngọ tạp tì thi lầy ca, ngọ tạp tì thi lầy ca, có ý nghĩa là tôi đến bằng xe điện ngầm. Tiếp tục, ngọ diêu chậu la, hí mòn lị quản tắc hói sấm, ngọ diêu chậu la, hí mòn lị quản tắc hói sấm. Ngọ diêu chậu la, hí mòn lị quản tắc hói sấm, có nghĩa là tôi phải đi đây. Chúc bạn đi chơi vui vẻ. Khi mà một ai chúc mình cái gì đó thì mình không quên sẽ nói là cảm ơn bạn. Đó là tó chè lị, choi kin. Tó chè lị, choi kin, có nghĩa là cảm ơn bạn và hẹn gặp lại. Thì người kia sẽ nói là choi kin, choi kin, chào tạm biệt. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe phần đàm thoại nhé. Lý hữu. Lý hữu, hữu lời mụ kiện, chơi gần hữu mà. Ngọ kỷ hữu, lý lê. Ngọ tố kỷ hữu, tố chè lý. Chuyện mà lý dùng mấy giờ giao thông công cụ lý lý đâu cả. Ngọ tạp tì thiệt lại cả. Ngọ yêu chỗ là hy vọng lý vẫn khói xâm. Tố chè lý, choi kiên. Choi kiên.